Xin chào anh chị, hôm nay hãy cùng Nu Skin 88 đi tìm hiểu sâu hơn về bộ sản phẩm nâng cơ mặt Aloe Galvanic Spa Nu Skin. Bộ sản phẩm massage mặt Aloe Galvanic Face Spa được nhập khẩu chính hãng từ Hoa Kỳ, được đánh giá là một trong những dòng sản phẩm thiết bị chăm sóc da cao cấp nhất hiện nay. Aloe Galvanic Face Spa chính là chìa khóa giúp đẩy lùi lão hóa, trẻ hóa làn da hiệu quả mà các phương pháp chăm sóc da thông thường hiện nay không thể làm được. Aloe Galvanic Spa là sản phẩm tiên tiến được nhập khẩu chính hàng từ nhãn hiệu nổi tiếng thế giới USA và được người tiêu dùng lựa chọn bởi không chỉ giúp làm mở nếp nhăn trên khuôn mặt một cách nhanh chóng mà còn giúp trẻ hóa làn da, săn chắc da dưới mọi hình thức. Aloe Galvanic Spa, một hình thức mà bạn có thể làm đẹp ngay tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí lại chủ động thời gian, chứ không mất thời gian mỗi khi làm đẹp phải đến spa đợi cả ngày trời. Vậy tại sao bạn không sử dụng một chiếc máy spa ngay tại gia đình? Chỉ với 10 phút mỗi ngày là bạn đã có được làn da săn chắc, tươi trẻ mỗi ngày. 1. Công dụng tuyệt vời của máy Galvanic Spa của Nu Skin. Máy Galvanic Spa của Nu Skin là một phương pháp làm đẹp tại nhà mạnh mẽ và tự nhiên nhất. Máy hoạt động dựa trên hai công nghệ chính, công nghệ kích thích điện máy và công nghệ Aloe Gel, giúp tăng cường hiệu quả trẻ hóa tận sâu trong tầng trung bì và hạ bì, kích thích và phục hồi gen trẻ hóa, làm đẹp da và giảm sự lão hóa da tốt nhất. Những công dụng chính của máy Galvanic Face Spa: loại bỏ chất bẩn và độc tố tận sâu trong tầng trung bì và hạ bì của da, làm trẻ hóa rõ rệt khuôn mặt bạn chỉ trong một lần sử dụng, cải thiện làn da, sáng hơn, mềm mịn hơn, xóa những nếp nhăn li ti trên khuôn mặt, nâng cơ và săn da khiến khuôn mặt bạn trở nên thon gọn, nuôi dưỡng và phục hồi từ sâu bên trong da. 2. Cách thức hoạt động của máy Galvanic Face Spa như thế nào? Máy Aloe Galvanic Spa thực hiện quá trình chăm sóc da bao gồm hai giai đoạn, tiền trị liệu và trị liệu. Ở giai đoạn tiền trị liệu, máy Galvanic Spa và sản phẩm gel dược liệu đều thuộc âm, tính. Theo nguyên tắc điện tử, cả hai đều mang tính âm, nên pre-treat bằng gel đã được đẩy tận sâu vào bên trong da, làm sạch làn da và góp phần giúp da hấp thụ tốt hơn. Đến giai đoạn trị liệu, máy Galvanic và treat bằng gel cả hai đều mang dương, tính. Cho nên chất gel này sẽ đưa sâu vào da giúp da được phục hồi và tái tạo năng lượng. Đồng thời máy Galvanic Spa thuộc dạng dương, tính đối nghịch giúp hút bỏ các chất dơ bẩn và độc tố ra bên ngoài, mang đến cho làn da của bạn được tươi mới và hồng hào hơn rất nhiều. 3. Một bộ máy Galvanic Face Spa gồm những gì? Để phát huy hiệu quả máy Galvanic Face Spa, khi mua anh chị sẽ được tặng kèm những sản phẩm hỗ trợ quan trọng, tạo nên sự khác biệt và thành công cho loại sản phẩm này. Bao gồm một máy massage mặt Galvanic Face Spa, 4 đầu trị liệu cho từng vùng chăm sóc, 2 hộp gel Galvanic Face Spa để chạy với máy, 1 chai xịt khoáng Napka, 1 cặp pin AA size da. 4. Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Aloe Galvanic Spa đúng cách. Đối với khu vực mắt, bộ máy đi theo cấu trúc xương quanh mắt, bắt đầu từ dưới mắt dần dần di chuyển lên quanh mắt, giữ chặt ngay dưới chân mày. Bạn cần lưu ý một điều khi sử dụng máy Nu Skin Aloe Galvanic Spa, không được đưa máy vào gần mí mắt hoặc gần mắt. Đối với khu vực nếp nhăn khi cười, điểm đầu tiên đặt máy là điểm ngay dưới mũi, di chuyển đến nếp nhăn khi cười và giữ lại ở đó. Tiếp theo bạn di chuyển máy lên hướng trên, sau đó hướng ra ngoài đến thái dương và giữ lại ở đó. Đối với khu vực cằm, để máy bắt đầu từ giữa cằm, bên dưới môi, sau đó di chuyển lên đến cạnh cằm, giữ lại ở đó. Tiếp tục di chuyển máy hướng lên và hướng ra ngoài đến rìa của khuôn mặt ngay trước tai. Đối với khu vực trán, đặt máy bắt đầu ở sống mũi, di chuyển máy Nu Skin Aloe Galvanic Spa lên nếp nhăn giữa trán và giữ lại, sau đó di chuyển máy đến mí tóc. Đối với khu vực mũi và má, giữ máy ở góc 90 độ với cạnh mũi, sau đó di chuyển đến giữa gò má và ngược lại. Đối với khu vực cổ, đặt máy bắt đầu ở cuối cổ, di chuyển lên hàm và giữ lại vài giây. Tiếp theo bạn kéo máy di chuyển trở xuống điểm khởi đầu, lặp lại thao tác giống như đã làm, đồng thời di chuyển máy hướng lên và hướng ra ngoài, mỗi lần giữ lại ở cạnh hàm và sau đó trở lại phần trùng của cổ. 5. Một số lưu ý khi sử dụng máy massage Aloe Galvanic Spa. Đầu tiên là giữ ẩm bàn tay và giữ các ngón tay luôn chạm vào bảng mạ kền. Khi bật máy, sẽ có 3 tiếng bíp, đó là thiết bị đang chỉnh dòng điện đối với nhu cầu của mỗi loại da. Hãy luôn nhớ là để thiết bị tiếp xúc với da của bạn thường xuyên, cần giữ cho thiết bị phẳng trên mặt da. Điều khiển máy theo hướng lên, hướng ra ngoài. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên kết hợp sử dụng máy với các sản phẩm bổ sung giúp giảm nhăn da, trẻ hóa làn da một cách hiệu quả. 6. Những đánh giá của khách hàng khi sử dụng máy massage Aloe Galvanic Spa. Chị Hoa sống tại thành phố Hà Nội chia sẻ: tôi phải nói rằng tôi đã từng hoài nghi về hiệu quả hoạt động của bộ sản phẩm này, nhưng sau khi sử dụng máy được 4 năm, tôi thực sự có thể nói rằng đó là khoản đầu tư tốt nhất tôi từng làm cho làn da của mình. Tôi đã từng có những nhược điểm và làn da khô ráp sần sùi, thực sự sẽ bong chóc và cảm thấy không thoải mái. Với những thay đổi theo mùa, mọi chuyện đã được cải thiện một cách rõ ràng và tôi thường xuyên nhận được lời khen về làn da của mình.
thật biết ơn vì tôi đã mua trực tiếp từ một nhà phân phối khi tôi nhận được một sản phẩm mà tôi đã sử dụng ở mốc 23 tháng. Cho một đầu spa đã ngừng hoạt động, spa của tôi vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Nếu bạn đang muốn giữ cho làn da của mình khỏe mạnh thì đây là cách điều trị tốt nhất bạn có thể làm cho làn da của mình lâu dài. Bạn sẽ thích cảm giác đó. Chị Nguyễn Thị Mai sống tại thành phố Đà Nẵng chia sẻ, bây giờ tôi 52 tuổi và đang sử dụng nó kể từ khi nó ra đời. Vì bất kỳ sản phẩm nào như thế này, bạn cần phải siêng năng để gặt hái những lợi ích. Tôi sử dụng nó 2 lần một tuần. Không có đường nét trên khuôn mặt của tôi, mọi người luôn nghĩ tôi trông giống như đầu những năm 30. Tôi nghĩ nó đáng giá cho mỗi xu bạn bỏ ra. 7. Sản phẩm NuSkin chính hãng mua ở đâu để có chất lượng, giá cả tốt nhất? Bộ sản phẩm massage nâng cơ mặt A-Log Galvanic Face Spa của Mỹ hiện đã có mặt tại Việt Nam, được khá nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng tốt nhất, bạn nên tìm đến các địa chỉ uy tín bán sản phẩm chính hãng của thương hiệu NuSkin. Tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, vừa không mang lại hiệu quả như ý, vừa tốn kém tiền bạc. NuSkin 88 là một trong những địa chỉ hàng đầu cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo hàng thật, chất lượng tốt nhất. Thiết bị làm đẹp, chăm sóc da NuSkin là một trong những dòng sản phẩm nổi bật được bán trên NuSkin88.com. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất. Để mua máy nâng cơ mặt NuSkin chính hãng trên NuSkin88.com, mời bạn liên hệ cho chúng tôi theo hotline 0888260222 để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn các bạn đã xem hết toàn bộ sản phẩm. Nếu muốn cập nhật sản phẩm mới nhất hay thì hãy ghé ngay fanpage YouTube của NuSkin88.